Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Đầu Câu Thanh Tuấn. Thì cũng hơi lâu lâu nha các bạn. Hơn cũng chắc cũng 2 3 tuần, có khi cả tháng mình chưa ra clip về đầu câu. Bữa giờ chỉ ra clip về đi câu thôi. Tôi cũng ghiền ghiền câu quá nên mới ra cái clip đi câu. Và quên đi là mình chuyên về bán đầu câu. Mình phải làm nhiều clip đầu câu để nhiều anh em còn biết và chọn những dòng phòng sản phẩm mà anh em thích. Thì Tuấn cũng thích câu nha các bạn. Mình nói thêm là anh em nào gần gần á, ví dụ như miền Tây nè, rồi Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai gì đó, thì Hồ Chí Minh, thì Tuấn ở Hồ Chí Minh thì Tuấn có thể đi ra gần gần cái tỉnh đó. Thì anh em nào có chỗ nào câu mà im á thì có gì alo gọi Tuấn đi câu với nha các bạn. Thì chờ mình bán đầu câu nhưng mình cũng rất là nghiện câu, rất là ghiền, nhưng mà lâu lâu mình mới đi một lần. Tại vì cũng bận công việc làm, phải lo đóng hàng cho các bạn, rồi check đơn hay là tư vấn các bạn, nên là mình cũng không có thời gian đi nhiều. Nhưng mà có chỗ nào im im thì cứ rủ qua, mình sẽ sắp xếp mình đi, mình sẽ cố gắng mình sắp xếp mình đi. Thì với cái clip này thì hôm nay Tuấn muốn giới thiệu với các bạn một dòng máy Banat. Banat nha các bạn. Thì Banat là một thương hiệu nổi tiếng. Đố bạn là ai? Banat thì nói chung là nếu mà anh em nào đã dùng thì sẽ biết, và những bên mình sẽ nói thêm cho anh em nào chưa biết. Thì Banat là một dòng máy nổi tiếng của Hàn Quốc, và hàng này là hàng chính hãng của Hàn Quốc nha các bạn. Máy là máy Mach-In Corel đó, hàng chính hãng Hàn Quốc ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về các bạn một dòng máy Chile ở Banat GT Chime. Thế mình thôi mình đọc tắt ngắn gọn, tại nói chung mình cái trình độ Anh văn mình nó yếu quá các bạn, mình đọc nghe kỳ quá, nên là mình sẽ đọc về cái dòng tên là hãng là Banat và ký hiệu của nó là GT. Mình có size 4.000, 5.000 và 6.000 nha các bạn. Đây 4.000, 5.000, 6.000. Thì bây giờ mình sẽ đi khui hộp cái dòng máy này cho các bạn xem để bạn nắm rõ hơn. Thì trước khi người khui hộp thì mình sẽ nói sơ sơ về những cái thông số mà cần nói trước khi khi vào trong cái phần khui hộp nha các bạn. Đây, về cái Rarito, tức là tỷ lệ dòng quay của nó là 1.4.7, 1.4.7 nha các bạn. Tức là một dòng tay quay được 4 dòng mẩy vô máy. Cái là dòng do cái dòng máy này nó hơi, nói chung là nhìn kích thước nó hơi to nên cái dòng quay của nó là chương đó là chậm. Và cái tỷ lệ du dây á, ví dụ cái máy 4.000, cái size này size 4.000 nha các bạn, thì cái size 40 á là cước số 6 thì mình vô được 300 m, size 43 là cước số 7 mình vô được 250 m, cước số 8 là 0.47 mình vô được 210 m. Đối với cái con 6.000 thì nó sẽ vô dây được nhiều hơn các bạn. Với cái size mà 0.40 mình vô được 400 m, 0.47 mình vô được 300 m, và 0.52 mình vô được 240 m. Vậy còn size 5.000 thì 40 được 340, 47 được 270 và 52 được 200 mấy các bạn. Tức là mỗi size nó lệch nhau tầm khoảng 40 m. Nói chung là con 5.000 với con 6.000 lệch nhau khoảng 40 m. Và cái cân nặng của nó thì cái con 4.000 các bạn nó nặng 620 g, cái con 5.000 nó nặng 640, cái con 5.000 thì nó sẽ nặng 640 g, và cái con 6.000 nó sẽ nặng 550 g nhé các bạn, 650 g, tức là 6 lạng rưỡi. Mình đang đang đọc là 650 g, tức là cái con 4.000 là 6 lạng 2, con 5.000 là 6 lạng 4 và con 6.000 là 6 lạng rưỡi đó. Đây ba máy, và hàng này là hàng chính hãng của Hàn Quốc. Thì mình xíu mình sẽ đi vào phần khui hộp các bạn sẽ rõ hơn. Bây giờ mình sẽ khui hộp nó ra ba con máy để về so sánh về cái độ to, độ bự và cái nói chung là những cái gì bên trong máy. Thì mình đã vừa mở hộp xong ba con máy cho các bạn. Thì với thiết kế là tay quay tháo rời nha các bạn, tay quay tháo rời nó giống như thằng Ben vậy đó. Đó, tay quay là tay quay tháo rời, và dòng răng nó là cũng hai dòng răng giống thằng Ben đó, mỗi máy nó đều có một cái tay quay như thế này đó.
đó, 6.000 các bạn, 6.000 thôi, mình để cho nó theo thứ tự ha, 456 cho các bạn dễ nhìn, 456 đó. Đó, về thiết kế tay quay đó là tay quay full kim loại, full kim loại chất liệu thép các bạn. Núm tay quay là núm mót, núm mót nhưng mà to tròn, có núm lên các bạn, các bạn thấy không, mà cầm vô rất là sướng, vô rất là, nói chung là mút này mút 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 mềm, mình cầm vô rất là sướng nha các bạn, cầm vô nó rất là im đó, rất là im ha. Và cốt cốt của tay quay á, mình sẽ đo thử cho bạn xem được mấy ly ha. Cái này á là cái phần cốt cốt tay quay, thì những cái kiểu tay quay mà hai dòng răng các bạn, cái kiểu tay quay tháo gời nó đều có hai dòng răng như thế này đó. Mình sẽ đo cho bạn xem thử coi nó có mấy, nó tầm khoảng bao nhiêu ly nha. Mình đo cái phần to nhất, cốt nó 5.7 ly nha các bạn, bạn thấy không, cốt cũng rất là to, 5.7 ly, 5.8 ly đó. Thì cái này á các bạn đổi chiều hai bên rất là thuận tiện ha, các bạn chỉ cần dặn xây theo chiều du dây. Thì cái này á, bên đây có một cái phần con ốc cũng bằng kim loại luôn, thì cái con ốc này chức năng của nó là để chụp lại, chụp cốt mình lại, không cho cát hay là vật, cái vật gì vô đây bảo vệ đó. Hai bên là kết cấu như nhau, cấu tạo như nhau. Đấy, mình sẽ vô ta quay cho bạn xem thử ha. Các bạn quay theo chiều vô máy, tức là thu dây, nó quay tới như thế này đó, một con đó. Bây giờ mình sẽ làm tiếp theo cái con máy 5.000 nha bạn, tức là mỗi size 5.000 thì cái cốt nó sẽ lớn hơn một xíu, tức là mỗi size lớn hơn thì cốt nó sẽ lớn hơn, các bạn thấy không đó, lên 5.8 mà các bạn thấy không, tức là cấu tạo máy nó đã lớn hơn thì những bộ phận bên trong nó sẽ lớn hơn một xíu. Tại vì mình á, mình thuận tay bên phải nên mình sẽ đổi qua vải cho các bạn, mình cầm mình nắm mình quay cho nó thuận tiện. Ốc này là ốc con kim loại luôn các bạn, kim loại nhìn rất là đẹp ha. Sống vô mày đang quay phim nha đó, mình cũng làm như tương tự vô đó. Mình khi mình câu, mình sẽ làm một cái động tác rất là nhỏ, mình cầm cái máy lại, cầm cái máy như thế này, mình dặn tới một xíu, vừa cứng thôi nha các bạn, vừa cứng là được. Tới cái anh 6.000, vừa cứng thôi là được nha các bạn, không cần cứng quá, tại vì mình càng quay thì nó càng siết vô, nhưng mà hai dòng găng nó chỉ tới mức giới hạn của nó thôi, nó không siết vô hết đáp đó. Cái dòng này mình câu biển, câu cá tra hay là nói chung gọi là siêu bộ lực luôn các bạn. Đây 4 con, bà động 3 con, 456. Thì cái hàng này là hàng chính hãng của Hàn Quốc đây các bạn, trên thân máy nó có đóng mộc nổi luôn, mộc nổi Corel, các bạn thấy không, mình để gần nữa các bạn thấy không, chữ Corel đó, Corel đây các bạn. Là hàng này được sản xuất và đóng gói của công ty Banat tại Hàn Quốc, và hàng này là do mình, hàng bên công ty nhập khẩu về đó. Toàn bộ máy là full kim loại, máy có chức năng chống nước, thích hợp cho mình câu biển. Nói chung là chống nước thì câu nào cũng được hết á, nhưng mà nó thích hợp thì chức năng chống nước thì nó sẽ không ảnh hưởng về bên trong máy hết, nó xong bị vô nước là không bị ảnh hưởng. Đây máy 4.000 bạn, quay rất là sướng ha. Để xịt ra chút xíu, mình là trúng tùm lum. Máy nặng là máy 4.000, nặng với tổng lượng là 620g, 6 lạng 2 đó. Thân máy là full kim loại hết nha bạn. Và phía sau này á là cái chỗ mà mình để khóa đổi chiều, cái này khóa đổi chiều, nhưng nó không phải là cái chỗ khóa để kêu nha các bạn. Có dòng máy nhiều mà máy Manat thì cái chỗ này là bật qua là quay nè bạn, kêu rẹt 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 rẹt. Còn cái dòng này là mình bật qua là để đổi chiều, là quay tới nè, này là quay tới quay lui, khóa đổi chiều nha các bạn. Đó, nhìn tổng thể chiếc máy mình cũng rất là đẹp nha các bạn. Rất là mạnh mẽ đó.
Ở đây á thì người ta thiết kế lên máy, người ta ghi luôn cái phần mà khả năng kéo cá nó. Bạn thấy không? 25 kg đối với size 4.000, 25 kg đối với size 4.000. Size 5.000 thì mình nhớ không lầm là 30 kg. Để mình coi lại cho chắc cái nha bạn. Đây là size 5.000. À 5.000 nó cũng là 25 kg. 25 kg nha bạn. Là công ty người ta sản xuất và người ta test thử với trọng lượng là 25 kg. Đây với con 5.000. Và đây là với con 6.000. 6.000 thì nó sẽ bao nhiêu? 30 kg. Bạn thấy không? 6.000 là 30 kg. Đó. Chạy trên nền tảng là 7 bi-rin nha các bạn. 7 mặt đạn. Lộn, 7 bi-rin là sẽ có một dòng bi, nó sẽ có 7 viên bi. Đó. Chứ 7 mặt đạn đâu ra? Mình sẽ đi vào cái kết cấu bên trong của nó, nội thất bên trong của nó xem nó hầm hố như thế nào các bạn. Xem có gì đặc biệt không ha. Đây. Cối máy, cốp máy, lẫy cò. Đó. Chung phần bobin là bobin kim loại rồi. Hợp kim chống rỉ sét. Và cái thằng này nó chạy bằng đạn thép nha các bạn, nó giống như thằng Ben vậy đó, chứ chạy bằng đạn thép. Và cốt của nó rất là to các bạn. Mình sẽ đo thử cho các bạn xem cốt nó khoảng mấy ly. Đây. Cốt này cốt 5 ly 5. 5 ly rưỡi nha các bạn. Cốt 5 ly rưỡi. Dòng răng cũng rất là to. Cốt 5 ly rưỡi nha các bạn, cốt tròn. Máy quay rất là mượt. Rất là êm các bạn, đó là công nghệ Hàn Quốc có khác các bạn. Hàng này nói chung là rất là trâu bò rồi các bạn. Cạo thoải mái. Bao cạo bạn là 25 kg. Nếu với size 4.000, 25 kg. Đó. Kết cấu rất là thoải mái ha. Đó. Thằng máy kim loại, full kim loại hết nên nó rất là nặng, nó giống thằng Ben vậy đó. Mình sẽ test thử về cái độ lớn của lẫy cò. Đây, thì nói chung cái thằng lẫy cò này quay im thôi các bạn. Quay im. Chứ không 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 kêu to như dòng máy Yulo hay là Jumbushi nha các bạn. Nó quay im và nhẹ lắm. Cái độ nhẹ rất là mượt. Đấy. Lấy cò con máy này kêu im nha các bạn. Im. Rất là nhẹ nhàng, rất là mỏng manh. Thì bây giờ á, nói chung kết cấu máy thì nói chung cũng không có gì là phải bàn nói về cái chất lượng hàng Hàn Quốc chính hãng. Thì bây giờ mình sẽ làm một phép thử nho nhỏ thôi các bạn, tại vì cái con này là con 5.000, 4.000. Mình thử so sánh giữa con 4.000 hàng Banat này với con 4.000 hàng Bencolit, xem hai máy nó tỷ lệ nó như thế nào ha. Đây mình đã chuẩn bị một sẵn một con Bencolit 4.000 các bạn. Bạn thấy không, hàng của Mỹ này, hàng của Hàn Quốc này, mà sao nhìn con Ben này nó bé quá. Con này như là cỡ như là nhìn cỡ như 4.000 với lại 8.000 các bạn. Bạn thấy không? Người ta cũng 4.000 nè, Bencolit 4.000. Hiện tại Bencolit này mình có đủ size như các bạn, 4, 5, 6, 8. Anh em nào yêu thích thì cứ đặt hàng con này. Con này cũng full kim loại, cốt máy to, kiểu máy cũng là tay quay tháo rời các bạn. Đó. Bạn thấy không? Một hàng 4.000 bự chà bá luôn. Còn hàng 4.000 nhỏ này như cái con 4.000 này nó cũng bé xí vậy bạn. Nhìn gọn đẹp. Đó, bạn thấy không? 4.000 người ta như thế này. 4.000 ảnh nè, to kinh không? Phải có nhiều dòng máy, nhiều kiểu máy nha các bạn. 4.000 to kinh không? Người ta 4.000 nhỏ xíu à. Nó gọn. Cũng đúng mốt, đúng tròn. Đấy. Đây là siêu size 4.000. Mình sẽ so sánh giữa size 5.000. 5.000 mình lấy cái con đề bao đi các bạn. Đề bao 5.000. Ui chà, sao bé thế. Đề bao 5.000 với con Banat 5.000 này các bạn. Bé kinh không? Sao bé thế.
Đây, một con là một con 5.000, hàng đề bao, đề bao HM. Hiện tại đề bao HM này mình đủ size nha các bạn. Anh em yêu thích, bữa giờ có nhiều anh em hỏi về cái con 6.000 á, hiện tại mình có hàng luôn rồi nha. 4, 5, 6 mình có đầy đủ. Đó, hàng này hàng 5. Hàng đề bao này đánh cũng rất là sướng nha các bạn. Nhiều anh em cũng rất là dùng, ưa chuộng cái dòng này. Đấy, cho người ta 5.000, con người ta 4.000 này. Bé xí nha các bạn. Thôi, nhiều trứng trội đá hai con. Nói chung tại vì mỗi hãng khác nhau thì nó sản xuất khác nhau nha các bạn, nó sẽ không giống nhau về cái size. Cái size nó không không quyết định được. Đó. Bên đây cũng bên đây 5.000. Bên đây cũng 5.000 mà sao nó bé xí à. Rồi, anh thấy không? Tại thằng này nó nặng chỉ tới khoảng chừng 3 lạng thôi, thằng này nặng 6 lạng, nó muốn gấp đôi các bạn. Này 3.000, bé xí à. Rồi con 6.000 này để mình so sánh cho bạn với cái con 6.000 của người ta, so sánh với con FT đi. Yolo Fifter FT. Đúng là cái hàng này hàng siêu bự các bạn ơi. Cái gì nó cũng bự chứ. 456 gì nó cũng bự chứ các bạn. Đó. Con 6.000 nè các bạn. Con 6.000 người ta nè. Yolo Fifter 6.000, hàng này mình cũng đủ size nha các bạn. 456. Vì hiện tại cũng còn hàng dòng này đánh cũng rất là ổn. Hàng này nhìn như con 8.000 các bạn. Mấy dòng 8.000 á, 8.000, 9.000, 10.000 luôn chứ. Nếu so với Shimano mà nó cỡ như 10.000 các bạn. Đó. Mình thấy không? 6.000 người ta, 6.000 ảnh nè, bự chà bá. 6.000 người ta bé xí, nhỏ gọn. Chúng mình dòng này cho mấy anh em cạo bò nè, đi câu biển nè. Dòng này chắc câu cá mập luôn chứ. Tải năng 30kg nè. Khả năng tải dưới nước 30kg mà gặp anh em nào biết câu xả pin nữa thì thôi. Cái dòng này đánh rất là bền. Hợp kim, full kim loại, hợp kim chống bị sét và máy chạy bằng bạc đạn thép. Thép không rỉ các bạn. Đó. Thì hiện tại bên shop là có, hiện tại bên shop là có ba size nha các bạn. 456 cho anh em mình lựa chọn. Rồi. 456. Thì anh em nào yêu thích thì có thể vui lòng liên hệ đặt hàng. Thì mình sẽ, bên Tuấn thì sẽ hình thức như thế này. Bạn đặt hàng, các bạn cung cấp cho bên Tuấn là ba thông tin: tên, số điện thoại và địa chỉ. Mình sẽ chuyển hàng về tận nhà theo đúng địa chỉ các bạn cho. Các bạn được khui hàng, kiểm tra tại chỗ. Tức là sẽ có người nhân viên bên chỗ mình đăng ký chỗ Viettel Post. Thì sẽ có nhân viên, tùy những trường hợp nha các bạn. Có những trường hợp là anh em ở xa quá, ở vùng sâu, vùng xa hay là vùng đồng núi nẻo rồi á, thì bưu tá nó sẽ không tới, thì có thể nhờ các bạn ra ngoài đầu lộ lớn hay là điểm nào đó dễ nhận. Thì mình sẽ cho bạn nhận hàng, kiểm tra hàng, khui hàng tại chỗ và thanh toán tiền giống như các bạn đi mua vậy thôi. Còn những trường hợp phát sinh không mong muốn, hư hỏng hay là bất kể gì đó, thì mình sẽ không có, mình sẽ đổi trả hoàn toàn miễn phí. Tức là chiều đi chiều về, chiều ship đi chiều về mình chịu hết. Thì anh em này cứ đặt hàng mình cứ thoải mái các bạn. Bạn không cần phải chuyển khoản trước gì hết. Hôm qua mình kể cho bạn nghe, hôm qua mình có một cái đơn hàng ở Tây Ninh, Gò Dầu Tây Ninh, chính xác là Gò Dầu Tây Ninh, một bộ cần câu. Cái người đi giao hàng là người phụ nữ, mà trong lúc thời gian đó là khoảng 4 giờ mấy, gần 5 giờ chiều. Khách hàng thì ở trong cái chỗ sâu, xa, hẻo lánh. Thì cái chị bưu tá nữ này á, không dám đi các bạn. Điện cho mình, nói anh ơi, anh chỗ bên chỗ đầu câu Thanh Tuấn đúng không? Nói dạ. Có gì không chị? Nói là chị bưu tá nè, chị mới nói là bây giờ trường hợp của anh này ở chỗ đó xa quá em ơi, vô sâu, xa và hẻo lánh chị không dám đi. Em có thể nhờ khách hàng ra ngoài lấy giùm chị được không? Thì tôi nói ừ thôi, để em điện em nhờ khách hàng. Khi mà tôi điện khách hàng thì khách hàng bảo là bây giờ nếu không giao được thì hoàn về đi. Tại vì yêu cầu giao tới chỗ. Mà tại vì tôi cũng nghĩ là người ta là phụ nữ, người ta cũng sợ này nọ, cướp bóc hay là vấn đề không mong muốn. Thì thôi tôi nói thôi gì thôi, nếu anh không ra được thì em cũng không ép cái người giao hàng đó.
Ví dụ như giờ Tuấn Tuấn là khách hàng của bên chỗ Viettel, Tuấn yêu cầu chị đó phải đi giao, bắt buộc chị đó phải đi giao, là bên kia phải đi giao cho mình, nhưng mà mình làm gì tội lắm các bạn. Người ta là phụ nữ, người ta sợ này kia cái nọ, nếu mình vì một xíu lợi nhuận vậy là mình ép người ta đi giao. Ví dụ lỡ như chuyện xảy ra, không có chuyện gì xảy ra thì rồi không gì hết, nhưng mà lỡ như người ta đã báo mình trước mà mình ép người ta đi giao, lỡ người ta có xảy ra chuyện gì đó thì thấy tội lắm. Thà nó cũng không đáng, biết là nó biết là cũng không có gì nguy hiểm, nhưng mà mình cũng không lường trước được gì xảy ra. Đó là mình kể cho bạn nghe, thế là để cho anh em mình có thể thông cảm với nhau, thông cảm giữa người mua người bán và thông cảm cho người giao hàng nữa. Người ta cũng làm công ăn lương thôi các bạn, người ta cũng chạy hàng, người ta làm công ăn lương thôi, thì mình có thể hỗ trợ được gì mình hỗ trợ, mình dễ với người ta một xíu thôi, nó cũng không sao á. Còn riêng về Tuấn thì cũng dễ lắm các bạn, nếu anh em đã không muốn hoặc là không hỗ trợ được thì Tuấn sẽ không ép, không ép buộc ai hết. Đó là quan điểm của Tuấn như thế này. Thì anh em nào có yêu thích, nói chung thời gian qua thì cũng rất nhiều anh em gần xa tin tưởng và ủng hộ sản phẩm. Nói chung hàng nào chất lượng Tuấn sẽ báo chất lượng, giá cả thì Tuấn sẽ đưa về giá hợp lý nhất, đẹp nhất cho các bạn. Thì thôi, video này nó cũng nói cũng nhiều rồi, nó cũng dài rồi, anh em nhiều người nghe thì đôi khi nghe thì nó sẽ có nhiều người thích và không thích. Thì anh em nào cứ thích thì cứ alo cho Tuấn, hàng thì sẽ chuyển về cho các bạn. Còn anh em nào không thích thì Tuấn không sao, thì có thể anh em mua chỗ khác, chỗ này chỗ kia, hay là bỏ qua video này. Thì đó là những lời tâm sự mà người thiệt việc thiệt. Cái chuyện mà mình vừa kể cho các bạn là cái chuyện là chuyện sự thật, và mình cũng không muốn nói về khách hàng làm gì, đó là tùy thôi các bạn, tùy mỗi người mỗi suy nghĩ. Nhưng mà quan trọng cái là giữa người mua người bán có tâm, bán có tình, và người mua người bán thông cảm với nhau và thông cảm cho cái người shipper nữa các bạn. Cái người đi giao hàng á, người ta cũng làm công ăn lương thôi, người ta cũng đi nói chung nhăn nắng nhăn mưa ngoài đường ngoài xá xe cộ các kiểu, đối diện với biết bao nhiêu mối nguy hiểm, thì người ta mang hàng tới cho mình. Nói chung anh em mình đặt thì mình bỏ ra mấy chục ngàn để được cái sản phẩm giao tới nhà, thay vì các bạn phải chạy tới chỗ bạn mua đó. Thì mình chút nói để các bạn, để nhiều khách hàng thông cảm cho những người giao hàng, thông cảm cho người bán như Tuấn đó. Tại vì Tuấn cũng khi mà Tuấn gỡ hàng đi các bạn, Tuấn là cái người đầu tiên mong muốn hàng đến sớm nhất, để chi bán cho các bạn Tuấn được tiền. Chứ ví dụ giờ Tuấn nhiều cái trường hợp cái đơn hàng nó bị kẹt các bạn, nó kẹt lại nó đi không kịp á, thì nhiều anh em điện cứ nói là sao mày không giao cho tao, tao đặt rồi mày không giao rồi làm Tuấn hết. Nhưng mà thật ra thì nó có nhiều sự cố, hàng đi bị lạc, hàng kẹt, hay là lễ lộc cuối tuần các kiểu thì nó sẽ bị trễ hàng. Nhưng mà các bạn nghĩ đi, người bán hàng lúc nào cũng muốn khách hàng của mình nhận được cái sản phẩm sớm nhất để họ giống như họ bán được hàng. Tuấn cũng vậy thôi, tâm lý Tuấn cũng vậy thôi. Thì có gì anh em nghe và thông cảm ha. Đó là những cái chia sẻ mà chia sẻ thật tình, chia sẻ chân tình để anh em mình thông cảm cho nhau. Đó, tại vì mình buôn bán là mình lâu dài, có nhiều đôi khi Tuấn sẽ gặp anh em để giao lưu sao, gặp để câu kéo, để trò chuyện, để trao đổi các kiểu. Đó. Thì thôi, video này tới đây thì Tuấn xin kết thúc. Và anh em nào muốn đặt hàng cái dòng sản phẩm này thì cứ alo cho Tuấn nha các bạn. Tuấn sẽ đóng gói kỹ lưỡng cho các bạn, nói chung cái hàng đắt tiền, hàng cao cấp chút xíu thì Tuấn sẽ đóng rất là kỹ, bọc 2-3 lớp các bạn, bọc 2-3 lớp chống sốc rồi các kiểu luôn, đóng hộp cứng rồi để cho mình chuyển đi, nói chung là đảm bảo cao nhất có thể là hàng được nguyên vẹn, nó không bị ảnh hưởng bởi da đập giá, không bị chạy xước gì hết. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo nha. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh của Tuấn nha các bạn, đăng ký, bật thông báo để có những sản phẩm mới, những chuyến đi câu vui hay là những chỗ mà Tuấn chia sẻ về điểm câu thì Tuấn up lên, các bạn có thể thấy liền và các bạn kịp thời được. Ví dụ như những cái sản phẩm nào mà hết hàng, Tuấn sẽ thông báo có hàng để các bạn kịp thời, các bạn yêu thích cái dòng đó, các bạn có thể đặt hàng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo nha.